Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila với faction là Langoba, những chiến binh tinh nhuệ của nước Đức và những chiến binh râu dài. Các bạn cứ vào trận các bạn sẽ thấy là các chiến binh của chúng ta râu rất dài, chẳng khác thì mấy anh lùn trong Warhammer ấy. Và có khả năng đấy chính là một hình ảnh để mà sau này người ta xây dựng lên mấy anh lùn, đó là Lì Châu và Thiện Chiến. Ở tập trước thì mình đã kết thúc bằng việc đánh xong cái đất của thằng Phanh và mình đã đàm phán một cái hiệp ước hòa bình, mặc dù mình chiếm mất thủ đô của nó nhưng mà mình đã đàm phán được cái hiệp ước hòa bình. Cái việc chiếm được cái thành của thằng Phanh này thì mình cho phép mình có một cái cảng biển để có thể giao thương qua đường biển. Đấy. Hiện tại thì mình bắt được cái thằng Sứ Go này là Chư Hầu. Và các bạn thấy không? Rất là ngon lành để mình tuyển cái đội lính Lê Dương La Mã. Bây giờ thì mọi việc khá là yên ổn. Đây, mấy thằng này nó sẽ, mình chưa biết được, nhưng mà mình muốn chiếm cái đảo Anh này chứ. Đảo Anh này có sắt này, thủy ngân này, chì này, sắt, chì và gỗ. Cả ba cái tài nguyên mình đều rất cần để nâng cấp nhà cửa. Chưa biết được, nhưng mà kế hoạch của mình đang gây chiến với thằng sắc sông này thì chắc là mình sẽ đánh nhau với nó đã. Có thể mình sẽ chiếm cái thủ đô của nó tiếp. Đây, bây giờ thì mình đang vây thành của nó thì mình cứ vây đã. Còn đoàn này thì có lẽ mình sẽ bỏ bớt cái bọn rìu này đi nhỉ, cung thủ nữa không cần thiết. Sẽ mua được. Rồi chúng ta sẽ cần một lượt nữa để mua thêm một đội đội Spy nữa của La Mã để chúng ta thiết lập cái đội hình Testudo. Tương tự như vậy thì có lẽ mình sẽ bỏ bọn rìu đi thay bằng rìu Spy của La Mã. Mình đang ngán cái thằng quân ly khai La Mã này, tại sao nó cứ lẩn vẩn trong đất của mình này. Để lý thuyết thì nó cũng đang chiến tranh với thằng Tây La Mã giống mình đấy, nhưng mà mặt nó đỏ như thế này thì không thiện cảm lắm đâu. Thôi cứ đánh cái thành này đã, mọi việc tính sau. Nó chỉ có lính lém la thôi. Và chúng ta thì trận này chúng ta hoàn toàn không có lính tầm xa ngoài xe bắn đá ra. Một trong những chiến thuật rất khác lạ của mình so với các cái chiến dịch khác. Nếu như các chiến dịch khác thì mình sử dụng khá nhiều cái lính tầm xa, nhưng mà chiến dịch này nó cái đội hình này thiên về tấn công và mình sẽ không cần sử dụng các đơn vị tầm xa. Các đơn vị tầm xa nó chỉ có hữu dụng khi phòng thủ thôi. Nhưng tấn công thì mình thấy nó khá vô dụng. Bởi vì là nếu như nó bắn thẳng ấy, thì nó rất dễ bị kỵ binh đối phương móc lốp, còn bắn cầu vồng thì đam rất yếu. Bắn cầu vồng có nghĩa là bắn qua đầu đồng đội thì sát thương nó lại không được cao lắm. Nếu chúng ta thay các đơn vị đó mà chúng ta phải luôn luôn lo bảo vệ, mà để bảo vệ tầm xa thì cần phải có kỵ binh đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ mất khá nhiều lực lượng, để trong khi chúng ta có thể sử dụng cách đơn giản hơn để tấn công thẳng vào thành đối phương. Đây rồi, Noble. Tất nhiên là đầu tiên chúng ta phải phá tháp canh của nó đã. Không chắc lắm, nhưng mà không biết nó có tháp. Cái pháo này thì chỉ có đạn lửa thôi. Đương nhiên là chúng ta sẽ có defensive testudo ở đây. Tất nhiên là bây giờ thì mình chưa dùng đến, nhưng mà sau mình sẽ dùng đến. Group and ready. Battle group ready. Bây giờ chúng ta chưa cần. Còn những chiến binh Longoban chủ của chúng ta. Hình như đây là trận đầu của chiến binh Longoba thì phải. Để cho mình cho nó đứng ra đây cho các bạn nhìn. Chiến binh Longoba râu dài. Đây chưa phải là phải sau này nó nâng cấp lên thành chiến binh Longoba tuyển chọn ấy thì nhìn nó mới đẹp. Tất cả các thanh niên này râu đều rất dài, các bạn thấy không? Lính Longoba râu dài. Đây, đây một trong những thanh niên chất nhất này. Đấy. Râu dài là đặc điểm chung của lính Longoba. Khác với mấy anh La Mã rất nhẵn nhụi, đúng không ạ? Thôi được rồi, tạm thế. Bắn vào đây cho anh.
Nó có mấy cái đội lém lao, bọn đấy là đam rất đau ấy, bởi vì bọn lém lao nó đam xuyên giáp. Lạp đạn sẽ nhanh hơn. Cháy 42%. Cũng tạm được. 3 phát nếu mà quân địch đang tiếp cận đó. Ở đâu? Thôi hỏng ăn rồi, nó đã có một cái xe bắn đá trên này này. Rồi tốt rồi, cháy 100% rồi. Như vậy thì nó sẽ tự sập. Các bạn nhìn thấy nó cháy 100% này thì bạn sẽ thấy một lúc sau nó khắc cháy hết và sập cái tháp canh này xuống, không cần phải bắn tiếp nữa. Rồi. Ok. Đã xong. Ui giời ơi. Để mình xem nào. Bắn vào tháp canh của nó đến đâu. Nó không thể hiện tầm bắn vào tháp canh nhỉ. Ô tuyệt thế. Their tower has fallen. Good news. Rồi, defensive test studio. À đây, mobile test studio thôi. Bởi vì là defensive thì nó cần phải có ấy. Tiến lên. Đục một cái lỗ trên tường đó. Sắp sập rồi. Ta cần đục một lỗ ở trên tường để vào. Rồi. Cho xe bắn đá lên đây để bắn cái xe bắn đá trên tường kia nó. Tướng đi theo để boost tinh thần. Tướng của chúng ta đây là tướng huyền thoại Ivar. Đây là tướng trong đây là người được trong thần truyền thuyết thì là người đã dẫn dắt cái bộ tộc Longoba này xuống phía nam và là chiến binh dũng mãnh nhất của bộ tộc Longoba đấy. Chúng ta đã tuyển được một tướng huyền thoại. Các cái quân khác nó không có tướng huyền thoại này đâu nhá. Chỉ có tướng này có thể tuyển được, có cả nhiệm vụ để làm tuyển tướng huyền thoại này. Cái tập trước thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn rồi đúng không ạ? Đấy, tướng huyền thoại. Các bạn có thể lên Wikimedia để tra tên ông này này, Ivar này. Các bạn sẽ biết về vị tướng này. Nếu các bạn tiếng Việt thì mình không chắc là Wiki nó có viết về ông hay không, nhưng mà tiếng Anh thì chắc chắn là có. Rồi. Test đó, nó có mấy thằng lém lao. Chưa biết nào đâu. Xem mấy cái xe bắn đá bắn tới chưa? Chưa tới. Xe bắn đá phải đứng đây mới tới. Đẹp phết nhỉ, cầm cái gậy trông
cái lính cầm gậy này thì nó đam của nó rất là yếu, nhưng mà bù lại thì cái giáp của nó, cái phòng thủ vận chiến của nó cực kỳ cao, nên nó có thể thôi cho một đơn vị để gọi là làm tường cho các đơn vị khác tấn công, rất là tuyệt. Đôi khi chiến tranh đâu phải thiết cứ để đánh nhau tốt đâu, có những đơn vị đơn khi đơn giản chỉ để làm tường. Đây cần gì phải bắn mấy thằng lính đấy, không chắc lắm nhưng mà chúng bắn sập được cái khẩu pháo này của nó thì tốt, chưa sập được. Khó nhỉ. Chúng nó chưa thèm lắm lao. Ôi ôi, bắn toàn chúng đi đâu này. Ok, bắn chúng rồi mà. Chúng cũng mà nhỉ, sao chả thấy nó sập nhỉ. One of our units can no longer fire. Ôi trời ơi, có bắn cái khẩu pháo ở trên tường hết nhỉ. Xem chừng là khả năng nhiều cơ hội cao là không bắn được. Hoa đành chịu vậy. Phá đội hình xông vào. Kêu kêu kêu, chúng ta phải cố gắng giữ đội hình, không được phá đội hình, phá đội hình chúng ta thua. Bọn này rất nguy hiểm. Áp sát cho nó ngay, không để cho nó tấn công. Rồi. Mày. Tốt rồi, dồn toàn quân nó đánh nhau bọn nó. Binh Loba này không phải sợ nào hết. Mấy con ngựa đâu rồi? Chạy ra ngoài này.
Sao tự dưng mấy con ngựa lại chui vào đây này? Cần gì thì phá cổng thành. Nó không ăn ở đâu. Chiến binh lâu ba chúng ta giết hết. Đánh ba cái thằng sắc sông này ăn làm sao được. Tiến lên anh em. Đây là những chiến binh của thần Odin mà. Chiến binh của thần Godan. Tên gọi khác của thần Odin. Cũng giống như ở thần thoại Hy Lạp ấy, như thần thoại La Mã. Người La Mã thì người ta gọi là thần Jupiter, còn là... Dù... Vãi thật. Chả biết quân mình đâu nữa. Toàn lính Bắc Âu cả. Cái đơn vị quân này của mình nó đang bị thương vong nữa. Có một đơn vị nào nó bị mất bớt quân rồi. Chứ không phải nó chết đâu. Ủa, bọn này chết tại trận rồi. Đây rồi, phá cái này đi. Lúc bọn kia đánh nhau, bọn này đi phá tường. Đánh làm sao được. Chạy à? Mất tinh thần hết rồi. Long của bà cũng được. Đây chín. Xong rồi. Tứ huyền thoại chỉ huy lên tinh thần chiến đấu của binh sĩ rất là mạnh các bạn. Nó làm sao chạy nổi. Chưa kể mình còn có thể bút tinh thần cho binh sĩ như này này. Quân nó chạy không nổi. Cho mấy long cơ ba này lên lên đây đánh nhau đi. Chất. Hình như khẩu pháo này nó cũng nó bắn được không nhỉ? Thế nó xoay pháo ra đây mà có thể nó bắn không? Nó mà bắn thì chỗ này phải mất khá quân này. Bắt đầu bị tham canh và bắn rồi, tướng nó đứng ở đây à? Lính Bắc Âu chiêu mộ. Mày.
láo với anh. Biết đây là ai không? Chiến binh dâu dài của bác Nguyễn Đức. Đội Long Ba này sau này thành đội chiến binh Long Ba được tuyển chọn cơ. Nóng mạnh. Đây rồi, bình tĩnh. Long Cao Ba đã đến. Úi sổ. Uchaga đầu rồi. Uchaga đầu tiên đã giết được cơ số thẳng luôn. Cái đội này thì nó chỉ làm tường thôi. Làm tường thì tốt, bởi vì là giáp của nó rất trâu. Rồi. Đây là trận chiếm thành nên chúng ta cũng không cần truy sát tàn bạo quá làm gì, để chúng ta còn có quân. Đợt sau chúng ta sẽ có quân để đồn trú. Phanh. Vậy là cả phanh cả sắc sông đều bị mình chiếm đất rồi. Rồi chúng ta sẽ chiếm đóng. Sao được có 5% quân nhỉ? Ít quá nhỉ? Sửa lại cái thành này đó. Mình sẽ phá mấy công trình này đi. Vùng thủ phủ thì mình sẽ xây những cái công trình mà nó chỉ xây được ở thủ phủ thôi. Còn những công trình mà không xây được ở các cái làng nhỏ, cũng có thể xây được ở làng nhỏ thì mình sẽ không xây. Để ưu tiên phát triển mỗi vùng chút. Rồi. Bây giờ thì kết thúc lượt này đi. À, đảo qua ngoại giao thế nhỉ? Mình đang muốn cải thiện một chút cái quan hệ ngoại giao với bọn Hung Nô này. Nhưng mà chắc chưa phải lúc này, bây giờ mình đã cần tiền để cải về khác. Nhưng mà... Phanh. Speak quickly and well. Speak ill or slowly and I may feed your tongue to the dogs. 3.000 cho nó. Ồ, vụ này căng rồi. 3.000 cũng không chơi rồi. Thế thì thôi vậy. À, mình xem bổ nhiệm xem nào. Bổ nhiệm mấy thằng này vào đây. Rồi. Thái tử của chúng ta sẽ phải kiếm một vợ nào đó ngon một chút nhỉ. Đấy rồi. Cái này nó sẽ tăng trừ 15% giáp thì các bạn không nên tăng vào vội. Tớ này thì chỉ số của nó khá là cao nên là thôi không cần phải cộng nhiều đâu. Chúng ta sẽ tăng vào các cái này đã. Nó sẽ hỗ trợ cho khả năng. Và cuối cùng chúng ta sẽ tăng vào cái này. Để nó học max skill tất cả các skill đó. Sĩ khí phòng thủ này, sĩ khí khi tấn công, thằng này đều cái gì cũng có. Lúc nãy trận đầu chúng ta có những cái gì đấy? Thẩm quyền, cái lưỡi của Vodan. Ảnh hưởng cá nhân cho mỗi tình huống. Phí tuyển dụng lực lượng chỉ huy đấy. Cộng 7 và thẩm quyền. Tướng là quê âm lắm. Tướng huyền thoại. À, khi quân đoàn của các bạn lên đến cấp 3 thì các bạn tăng hết vào cái này cho mình. Tăng vào cái này các bạn sẽ đi trên tuyết mà không bị chết. Cộng cả 2 điểm vào đây. Chỉ duy cái này nếu có điều kiện các bạn cộng mắc vào đây cho mình. Còn vì sau thì các bạn cộng vào đây. Đây để xuống nhánh này. Nhánh bên này thì chủ yếu nó tăng vào phạm vi di chuyển này. Với cả các cái này nó tăng giảm phí duy trì quân, tiền tăng trưởng của tỉnh. Thế này chủ yếu thì không cần lắm. Chúng ta đánh nhau chúng ta cứ cộng cái nhánh bên này nhiều hơn này. Đấy. Tạm thế. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua lượt đó. Ngoại giao thì chẳng có gì. Chả chơi được với ai nữa. Wow.
Hết rồi, chả có cái gì để làm nữa. Quá lượt đấy. Sau này cái đội Longoban này nó cái công trình ở thành ấy, nó của quân Longoban này nó có một cái công trình nó tăng thêm 15% sát thương cận chiến đấy. Cái bọn Longoban này đam sát thương của nó đã cao nhất game này luôn rồi các bạn ạ. Và cộng thêm cái công trình đấy nữa thì nó trở thành quái vật trên chiến trường luôn. Ngay cả lính dìu của tất cả các faction khác cũng không thể đấu tay đôi được với lính kiếm của Longoban. Bởi vì lính kiếm của Longoban nó cũng đam sát thương xuyên giáp, phòng thủ cận chiến cũng như là giáp của nó rất dày. Đây là lính dìu thì lại chỉ mạnh về đam thôi, chứ còn các cái chỉ số khác thì lại khá là cùi nên là rất khó để mà ăn được. Chúng ta đã có 4 đội speed. Đâu rồi? Không chắc lắm nhưng mình nghĩ là mình sẽ di chuyển quân đoàn này ra. Mình sẽ thành lập thêm một tướng nữa đây để sát thủ không chung tay. Vị trí tấn công, chiến binh. Cho thanh niên này đi. Ông này 50 tuổi già lắm rồi. Chắc là không. Mình sẽ cho mấy cái thằng thủ thành này, những cái đội công thủ. Để cho thái tử ra đây và có thể là mình sẽ thành lập quân đội ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phá mấy công trình đấy. Rồi. Nâng cấp cái công trình này lên chúng ta sẽ có tuyển được linh mục này. Rồi. Ở các cái vùng làng nhỏ này thì mình cứ đề nghị các bạn là xây vào cái công trình này một này. Công trình này này. Sau đó các bạn nâng cấp cái nhánh này lên. Nó tăng vệ sinh dịch tễ và tăng tôn giáo. Tốt. Nó cả hai cái đều tốt. Và chúng ta sẽ xây một cái ruộng. Đó. Ready for battle. Không chắc lắm, có lẽ mình sẽ bắt đầu tuyển thêm quân. Có thể bắt đầu là 6 đội Longoban này. 11 rồi. 6 26, 18. Cái này được rồi. Lần sau chúng ta tuyển tiếp để đỡ cái phí tuyển quân. Kỵ binh thì khá tốn tiền nhỉ. Ready for orders. Mình đang định lập một cái quân đoàn ở đây để phòng thủ đó. Có thể mình sẽ chiến tranh với thằng này tiếp để kiếm thêm đất ở phía Bắc. Mình sẽ không tiến xuống phía Nam vội. Tại sao? Bởi vì phía Nam bây giờ rất phức tạp. Mình muốn kiểm soát phía Bắc này hơn. An toàn và dễ kiểm soát. Đấy, đấy là lý do tại sao mình muốn kiểm soát phía này trước. Hay, tình hình. Hệ thống chính trị của ta cũng khá ổn. Ba mươi điểm. Tướng này tuyệt quá. Có điều là bây giờ mình nghĩ là speak ill or slowly and I may feed your tongue to the dogs. 21 tuổi. Trai gái hơn 2, trai hơn 1 mà nó cộng 2 xảo quyệt đấy các bạn này. Cộng xảo quyệt nó rất tuyệt vời, mình sẽ thử xem nào. Dù sao thì giai đoạn này mình cũng nghĩ là mình chưa tỷ lệ thấp như này chắc có khi phải 5.000 mới ra nó mới chịu. Chịu không? Úi dồi ôi. Sao cái vụ này hôn nhân có vẻ khó thế? Tuyển cô con dâu người hung nô đã. Để ấy ghi điểm ngoại giao với bọn hung nô này. Để nó đừng đánh mình vội. Úi dồi ôi. Được cái cô này xinh. Ờ 7.000 mức tối đa rồi đấy. À to rồi. Thái tử của chúng ta đã có vợ và một vợ là người hung nô. Rất là tuyệt, bởi vì là nếu như vậy thì nhà vua
Nhận thanh niên này làm con nuôi xem nào. Không nên. Nếu nhận thanh niên này làm con nuôi thì sau này nó sẽ cạnh tranh quyền lực với thái tử. Mặc dù nó là tướng huyền thoại, có lẽ là để 27 tuổi, 21 tuổi. Có lẽ cứ để làm một vị tướng thì tốt hơn. Khi nào cần mấy tốt rồi. Nó tăng đáng kể uy tín cho chồng. Hơn chồng 2 tuổi nhưng mà rất tuyệt vời đấy. Trung thành của thằng này có vẻ hơi thấp nhỉ. Tính thét xung trận. Thôi được. Tạm tạm thế chúng ta sẽ qua lượt đã. Có lẽ là với việc mà kết hôn với một cô gái người Hung Nô thì trước mắt Hung Nô nó sẽ không tấn công chúng ta. Giai đoạn này nếu bị Hung Nô tấn công thì chúng ta xác định là end game luôn. Tại sao thì khỏi phải giải thích. Quân của chúng ta không có đủ lực để có thể chống được. Cái đội giáo binh Bắc Âu này thì so với lính giáo binh của giáo binh thì trong hai faction La Mã thì Đông La Mã lại mạnh hơn, nhưng lính kiếm của Tây La Mã thì lại mạnh hơn, lại thiện chiến hơn. Nói chung nó được cái lọ là mất cái chai, nhưng mà có vẻ như mình không hài lòng lắm với cái thằng quân ly khai La Mã này. Nó cứ lọ mọ trên đất của mình như thế này thì không yên tâm lắm đâu. Tốt nhất mình rút quân về đây đã. Nó cứ lọ mọ trên đất của mình như thế này thì không yên tâm lắm. Ready for battle. I want hourly patrols. Không chắc lắm nhưng mà có lẽ nên đề phòng. Mình cố gắng thành lập thêm một con đoàn ở đây full nữa. 1, 2, 3. 1, 2. À. 12. Mua 4 đạo nữa là được. Rồi. Mỗi một lượt là... Đúng rồi. 6. 6 đạo được. Từ từ. Tiện thể đây còn xây công trình nữa chứ. Xây cái này này. Và cái này. Cái này sẽ cho chúng ta lương thực này. Sản xuất được lông thú này. Săn bắn này. Của cải từ thương mại. Chúng ta có hai loại tài nguyên rồi. Đó là thuộc da này và kim cương. Chúng ta cũng trade được một số thứ mà. Đấy. Hung Nô thân với chúng ta luôn. Bởi vì chúng ta quyết định thông gia với Hung Nô. Không thích Tây La Mã. Nhưng mà nó lại chưa chiến tranh với Tây La Mã đâu. Thế nó mới hay. Mình chơi với Hung Nô là khả năng mấy thằng này nó sẽ không ưa mình. Đấy. Mình kết hôn với một cô gái Hung Nô là nó không ưa mình rồi. Còn này thì vẫn ổn. Phanh. Sit friend and let us. Không biết à, từ từ đã, tính sau. Lớn nhất là cái thằng này. Đứng trên đất của mình này ghê thật đấy. Qua lượt đã, xem tình hình nó muốn gì. Nó chiến tranh với thằng Tây La Mã nhưng mà có vẻ nó không thiết tha làm chư hầu của ai. Bây giờ mình sẽ gây dựng lực lượng để có thể phòng thủ đó. Chắc là mình sẽ không có để nhiều quá nhiều quân đâu, nhưng mà cũng phải đủ cái lực lượng để có thể phòng thủ. Chứ có cuộc tấn công của cái phái khác. Hãy
lại sinh con ngoài ra thú. Con này có vợ rồi mà sao cứ toàn đi trịch dạo này. Mình có cô con gái xấu quá. Xấu cái nỗi thế này cha thế nào nó thèm lấy cả. Mức độ không như thế nào nó thèm lấy. Trời tuyết rơi rồi, chúng ta sẽ tuyển thêm quân này. Một đội kỵ binh này. 1, 2, 3 hết tiền. Thế thôi ạ. Nghèo quá. 2.800, kinh tế của chúng ta đang yếu. Chắc là nó chưa dám tấn công mình đâu. Gan nó chết to thế. Tướng à? Giáp cho lực lượng chỉ huy này. Thẩm quyền lên 4 đi, 3 đi. Cộng sĩ khí này. Vâng. Thống đốc là nhà vua. Lên thực. Lên cái này. Quý xây dựng. Công nghệ phát triển này. Tốt rồi. Nhà vua lại đang điều hành ở đây. Thống đốc ở cái vùng này. Ok. Thân trưởng của tỉnh. Khá ổn. Thôi rồi, qua lượt đã. Trời tuyết rơi này chỉ có duy nhất cái quân đoàn hiện tại kia thì có khả năng đi tấn công được không? Các quân đoàn khác thì đi trên tuyết là chết đấy. Nhưng mà đó cũng là một điều hay. Chúng ta đi trên tuyết mà không bị chết thì chúng ta cũng là một thuận lợi khi đánh nhau lên phương Bắc. Có điều mình đang cần tuyển nhân công. Nói chung chơi cái faction dợ thì chúng ta không phải lo phải đi đánh nhau nhiều, nhưng mà không phải lo phòng thủ, nhưng mà chúng ta khi nào tấn công chúng ta cũng phải xem tình hình là quân đội chúng ta thế nào mới đánh được nhá. Các bạn cứ vội vàng tấn công là các bạn dễ thua. Mấy thằng La Mã này chạy lông nhông trên đất của mình. À, chúng ta nâng cấp được kỵ binh của chúng ta lên này. Rồi. For the tribe. Warriors all. 125 đồng. Nâng vào đây đã. Mình cần cái xe bắn đá để cuối. Đây thì phải. Rồi. Ready for orders. Đủ tiền mua Langkoba. Fight with us. It's a good life. Không đủ. Vậy thì từ từ. Rồi sau mua. Thành lập thêm một tướng nữa ở đây để gác phòng thủ đó. 30 tuổi à? 36 tuổi. 21 tuổi. Ready for battle. Tướng trẻ trẻ tí nó còn sống lâu được. Thủ thành này thì cứ thủ thủ đó. Thủ đây đã. Chắc chắc. Mình không dám chắc mấy thằng này nó vừa khỏe hay không đâu. Bộ binh hạng nặng.
Ông đệ này của mình thì cái thành này của nó khá chắc, bởi vì nó xây công trình phòng thủ này, đồn gác này. Mà nó không xây tranh công trình nhà lính nhỉ? Không xây nhà lính thì làm sao mà phát triển được? Vùng này sắp có nổi loạn rồi. Tụi nó qua lượt đấy. Tại sao chơi các chiến dịch mình lại cứ cố gắng để kiểm soát tất cả một cái vùng nào đó, tất cả các cái làng của một vùng? Bởi khi các bạn kiểm soát được tất cả các làng của một vùng thì các bạn dễ phối hợp các cái công trình hơn, nhất là cái công trình vệ sinh dịch tế. Bởi vì cái công trình đó nó sẽ hỗ trợ vệ sinh cho toàn bộ lãnh thổ. Mà nếu như bạn thiếu một làng nào đó thì bạn sẽ không thể hỗ trợ cho các vùng còn lại, các cái làng hoặc thành còn lại. Rất là mệt mỏi và phức tạp. Đấy là lý do là như vậy. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi, nó rút quân về rồi. Mình không chắc lắm, nhưng mà nó rút quân về như này thì yên tâm hơn. Cải đạo bị giáo Japanic. Để mình xem cái tôn giáo của mình như thế nào. Rồi, Cơ đốc giáo Arian thì không có cửa ở đây rồi. Vị giáo Japanic của chúng ta đang lên rất cao. Mua quân cho quân đoàn này đã. Không đủ tiền mua rồi. 2.000 chưa đủ. À, đủ. Đẹp trai luôn. Lượt sau mình sẽ tấn công ở đây. Vấn đề là bây giờ thằng này nó đang rất thân với mình, nhưng mà mình tấn công thì nó hơi dở. Nó lại đồng minh với thằng này. Nó lại còn đồng minh với cả thằng này nữa. Thằng này thì chiến tranh hung nô rồi, không tính. Hơi mệt nhỉ. Thằng này cũng chiến tranh hung nô. Thằng này có một làng duy nhất, không liên quan, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ tấn công vào đây à? Nên không nhỉ? Vùng này thì có một cái làng tiêu điều. Như vậy thì mình sẽ áp sát hung nô à? Đánh đâu trước ở bây giờ nhỉ? Chắc không nhỉ? Ready for orders. Ready for battle. Để chắc chắn thì mình cứ từ từ đã. Look to the defenses. Đây quân đoàn của thái tử đấy, thái tử mà gạo là chết đấy. Từ đó, đề phòng thằng này. Ai mà biết được, nó có thể rời quẻ bất kỳ lúc nào. Cứ qua cái lượt này đã, xem tình hình tiếp theo nào. Tiền của mình bây giờ cũng cạn rồi. Mình nghĩ là trong ngắn hạn thì thằng đồng minh quân sự you could be the light for my people. Thưa ngài, này chưa phải lúc này. Tôi đang bận với những cuộc chiến của tôi. Ôi, hung nô đã đốt luôn.
xong phim. Như vậy thì cuộc chiến có vẻ thay đổi rồi. Không theo ý mình. Mình định chiếm thành đấy mà Hung Nô đốt sư rồi. Hảo ăn thật đấy. Có điều kiện để khôi phục lại sao? Ôi, bây giờ phải làm nào để mà... How would you like your defeat commemorated? À, thằng chó chết. Or a nice column. Or by... À. Mình tính không sai mà, may mình rút về. Trận này không biết có thủ được không nhỉ? Mình đang chế độ hành quân, quân của mình tinh thần yếu lắm này. Thằng này phải chết. Được cái nó không có lính dìu. Như vậy thì không đáng sợ lắm. Hai đội xạ kỵ chắc là mới thuê được của anh Hung Nô thôi mà. Mình dự báo là khả năng như vậy. Ôi ồ. Tuyệt. Đứng ở trên đây phòng thủ. Có 3 cổng vào cơ à. Có cách nào để mà có 3 cái lối vào hàng rào. Từ xem chặn nào. Chặn ở đây. Sẽ vọt vào đây. Căng nhỉ? Sao lại lắm chỗ phòng thủ này ăn làm sao được? Mình... xem nào. Sĩ khí bị rất là thấp do là... chúng ta lại có mỗi một đơn vị đánh dìu. Quân của nó đông nhất ở hướng nào? Mình có con tướng nữa mà. Tướng này không có quân đâu. Đây. Đây. Khả năng để nó đi vòng ra đây là rất ít. Nó sẽ tấn công vào cổng này là chính nhỉ. Từ đó xem chúng nó sẽ vào được từ cổng nào. Nếu nó tiến lên đây, nó sẽ vòng ra đây. Muốn đi vào cái cổng này là phải đi lối này. Có lẽ mình chặn ở đây là hợp lý hơn. Chặn chỗ này thì cũng không có tác dụng gì mà. Chặn chỗ này thì ngăn nó đi vào cái đường này hơn. Thì lúc đó nó sẽ chỉ vòng qua đường này tiến vào cổng này à. Hay là cả. Chúng ta có một đội lính dìu ở đây. Được cái chúng ta khá nhiều cung thủ.
Rồi. Đội kỵ binh này à. Tướng thì cứ đứng đây đã. Bí quá rồi tấn công. Nó chỉ có đội xạ kỵ thôi. Được. Vào đây ăn anh xem nào. We defend this position today. I have chosen to let them come and do their worst. We will take để xem tình hình nó sẽ điều quân ở đâu rồi. Trận này nó không có lính tầm xa, nó chỉ có mỗi mấy thằng ngựa thôi. Ngựa thì chủ yếu là lính speed. Như vậy thì cũng không ngại lắm. Thật may là mình đã tuyển hai đơn vị này. Đây là những đơn vị trâu bò chịu đòn thôi, nhưng mà nếu mà để lâu dài chắc phải cho bọn dìu ra chém. Tướng của mình thì hình như nó kém sắp thôi, giáp chỉ được cái máu trâu mà không bằng bọn này. Kệ nó chứ, ngon thì vào đây. Mày biết ngay kiểu gì nó cũng chơi cái trò bóc lốt. Mày đúng rồi, con thủ chúng ta là bắn tên chết xui nó đi. Xạ kỵ của nó xạ kỵ bắn từ dưới lên thì ăn thua gì, bắn từ trên xuống này nó thấm chết kha khá đấy. Cố lên anh em, hạ được càng nhiều càng tốt trước khi nó kịp tấn công chúng ta. Ôi rồi. The tower has been totally destroyed. Oh, nó bắn mấy thằng sợ. Bắn đạn lửa cho anh. Bắn bọn này chết nhiều thế nhở. Rồi. Áo sát rồi à? Cánh này. Đúng rồi, nó sẽ để chống lại cổng này. Bắn tên được cả vạn tướng của mình kìa. Hướng nhỉ. Mấy con ngựa láo tét. Mười bốn con mà nó vẫn bắn. Cổng này đang hơi đậm máu đấy. Để cho lính công tên mình bắn cơ số đi. Cổng này chắc chắn là không có quân vào rồi. Nó không đi ra lối này được. Thôi rồi, chúng ta sẽ có thêm một đơn vị quân nữa. Ôi ôi.
unit has rallied. Bổ sung ra đây. Cho chúng nó áp sát đã. Rồi chúng ta sẽ cho kỵ binh quẩy sau lưng nó. Sẽ chém được mà. Cố lên. Vặc đến rồi. Mấy con ngựa này điên à? Thần binh sĩ lên, phong binh sĩ của chúng ta đã mất tinh thần khá lớn rồi. Vẫn bắn tên vào ầm ầm vào nó. Giết tướng nó. Tên đứng cạnh như này thì tinh thần binh sĩ nó sẽ tốt lên. A unit's ammunition is spent and it can no longer fire. Chà, giết được thằng tướng mà nói đã. Xong. Ôi, cổng như này. Hoàng Vác có thêm đội speed này ra phát nó giảm đáng kể thương vong cho đội quân đội này. Bắn hết tên rồi. Bắn ở Mỹ này, đó là lý do tại sao mình tuyển rất nhiều cung thủ. Ây da, sắp canh bắn xa ghê nhỉ. À, nó mất tinh thần rồi. Cổng cái này. Quân đoàn chúng ta đang ở chế độ hành quân đấy. Để mình chạy về mà. À, chịu được. Đấy, thằng La Mã này. Ôi, cố lên anh em ơi. Ôi, đội này thương vong nặng.
nhưng mà có tướng ở cạnh nên là nó lùi. Đúng rồi, tay bắn trên xuống chết khá khá. Uầy, dìu này rẻ mà chất nhở, kiệt sức rồi. Nhiều quá, mệt kiệt sức à. Mất tinh thần binh sĩ của nó xuống. Tướng thì không nên đánh nhau nhiều, chết toi. Người lém lao này thì thực ra đam nó à, sốc của con cua. Rồi tướng nó bỏ chạy rồi. Xong rồi. Nói chung thì lính speed thì không thể ăn được lính dìu các bạn. Ăn lính kiếm còn không được ấy, đừng nói là ăn lính dìu, dìu nó chuyên là chặt chém này. Chạy ra thì bị cung tên nó bắn. Thằng tướng nó chết là nó xong. Đúng rồi, chạy làm sao được. Chạy ra đây, ra đây thì cung tên nó bắn cho. Wow, thanh niên này xem giết được bao nhiêu mạng. Khá khá. Ổn đấy. Cổng bên này chịu đòn. Cổng bên này chịu ác hơn. Vẫn đủ cung tên để giết đến thằng cuối cùng của nó. Tướng sang bên này để ủy lạo tinh thần bên này đi. Bên này chúng ta xong rồi. Nói chung thì lính speed không ăn được lính. Rồi xong cổng cái này rồi. Giết luôn thằng tướng đó. Chết thì báo tướng nó chết. Vào đây. Ăn được. Giảm tinh thần sĩ khí của chúng nó xuống. Nó vẫn đông lắm. Này chỉ có áp chế tinh thần nó để nó xong rồi thôi. Cứ chuyển chậm cho đỡ mệt. Chết rồi, người tên bắn ở ngoài này cũng nhiều phết đấy. À, tướng nó chết à? Tướng chết thì tinh thần nó giảm hết luôn, chạy luôn, tàn sát luôn anh em, tàn sát luôn, tàn sát, đám này đông lắm, giết bằng hết luôn, không để cho chúng nó thoát. Lão dám đánh anh.
quay chặt nó lại. Đúng rồi, giết giết hết cho nó. Kill, 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 kill. Tên này chạy nhanh thế. Đúng rồi, tàn sát bớt cho nó đi đã. Mày tưởng nó ăn được anh là dễ à? Thôi rồi, chiến thắng một cách anh dũng, các bạn thấy chưa? Cái này nó không thể hiện chứ thằng dìu chắc chắn nó chém nhiều nhất. Thằng dìu nó là lính trợ chiến chắc chắn nó. Mày láo này. À, rút về nước à? Phe phái đã bị hủy diệt. Nó thích lên trước à? Nó cho nó lên trước. Sĩ khí cộng 10% đội quân dị giáo Germanic. À, lấy vợ xinh đẹp đi chứ. Được. Xoài. Mày láo này. Mày láo này. Sao đánh anh à? For the tribe. For the tribe. Rồi, về đây đã. Học ở đây. Ôi, vấn đề là bây giờ hung nô nó đang ở cổng. Mình với hung nô thì khá là thân. Nói chung thì cũng chả thân đâu, nhưng mà đang cải tiến thôi. Nó chiến tranh với mấy thằng dợ này nữa. Thằng này chưa chiến tranh với hung nô. Greetings to you. I trust you. Không liên quan lắm nhưng mà chắc là mình phải đập thằng này. Thằng này. Mày rút quân về nước à? Ôi, năm sáu quyệt mới đau chứ. Cho lấy thằng này được không nhỉ? Con gái của mình xấu quá. 8 tuổi lại lái máy bay à? Thẩm quyền của người chồng chưa một, khả năng có con hoang. Cứ huyền thoại mà lấy cái con xấu như này thực ra thì cũng tốt đấy, bởi vì mình sẽ kéo được thêm một tướng về phe của mình, nhưng mà làm như thế này thì
Nó tài cao như thế cho lấy cái con sấu thế này. Được. For the tribe. Ready for battle. Hết tiền. Thằng khỉ đây. Come then, speak. Nó chịu chiến tranh cùng mình là tốt rồi. Chức cho nó bắt đầu. Thăng chức cho nó. Hết rồi. Vệ quân không dao động. Vệ quân không dao động. Ready for orders. Thirsty for battle. Thôi được. Qua được đã. Dù sao thì chúng ta vẫn phải có quân đóng ở kia. À, Hung Nô nó rút đi rồi. Chắc thằng Hung Nô nó sẽ đốt hết cái vùng đất phía bên dưới của mình. Mình không muốn chiến tranh với thằng quân Ly Khai La Mã đâu nhá. Đấy là tại tự nó thích chiến tranh với mình đấy nhá. What the hell? À, chúng nó định chơi tất tay nhưng mà mình lại chưa ở chế độ phòng thủ, mình không ăn được trận này đâu. Kệ mày, tao không ngu thế. Vây thành của anh á, vây không được lại chạy à? Ai ra ủng hộ chính phủ. Quân đoàn đấy của hình như có mỗi thằng này có thể khả năng đánh đêm này. Mặc dù tướng level 2 nhưng mà nó lấy được con vợ quá con luôn. Nên nó có khả năng đánh đêm. Trung thành cộng 1, tướng sẽ trung trận thái tử được đấy. Quân đoàn này của mình có khả năng đánh đêm không nhỉ? Có 5 điểm, đau thật. Hình như có chứ nhỉ? Chưa được, phải 6 điểm mới đánh đêm được. Ta có quân đồn trú tham gia mà. Run! Is there nothing else? For the tribe. Cắm cái trại xuống á. Quân đoàn thái tử này lại đánh đêm được. Nó lấy được con vợ quá xinh luôn. Chúng ta sẽ thử xem hôn nhân chính trị xem với các phe khác. Lấy được vợ cho thằng tướng đấy thì tốt. Welcome, I suppose. No, do not sit. That is for. I look forward to your wisdom. Cho cái đứa con gái cho không đắt. Greetings, friend. We will speak together. Hết rồi, gia tộc. Welcome. Speak. Come. Còn nếu không thì mình nhận nó làm con nuôi. Nhận thằng này làm con nuôi, sau đó gả cho nó một đứa con gái nào đấy mà có một sọc quyệt lên nữa. Nếu đúng một sọc quyệt nữa thì đẹp nhỉ. Cho mày đứng ở đây chết rét thêm một lượt nữa. Thirsty for battle. Ready for battle. Get moving. Ready for orders. Ready for battle. Ready for orders. Come fight for us, lads. Hai độ.
Lính này đắt lắm. For the tribe. For the tribe. Thirsty for battle. Thirsty for battle. Đắt lắm. Để xem nó làm gì nữa chứ nhỉ? Mình, nhưng mà kinh tế của mình bây giờ thì không ổn lắm. 2400. Cũng chẳng được bao nhiêu tiền lắm. Tuyển linh mục, có tỷ lệ nghiên cứu này. How may I be of assistance? Hành động truyền bá tôn giáo, ảnh hưởng của tôn giáo, thẩm quyền. Be of assistance. My skills are yours. Rồi. Hết tiền rồi. Mình đang rất nghèo. Khả năng vụ này xuống đánh cái thành đấy của nó cướp. Chắc mình phải đi ăn cướp một tí kiếm tiền rồi. Đang tấn công mình. Quân Ly Khai La Mã gớm thật. Sao đánh thành được thằng đệ anh à? Mày láo. Ai cho mày đấy? Mày tách ra thì mày chết luôn. Chỉ có cái đội giáo binh này. Giáo binh đời đầu. Có hai đội xạ kỵ à? Chấp phải luôn. Chúng cái quân Long Goba này nó được boost tinh thần khi đánh nhau với các cái tôn giáo khác mà. Cộng 10 tinh thần chiến đấu khi đến đánh nhau với các tôn giáo khác nên là rất là lợi thế. Kể cả khi chúng ta đợt trước chúng ta bị ở chế độ hành quân nhưng mà tinh thần chiến đấu của binh sĩ nó vẫn rất cao khi nó chiến đấu với các phe phái tôn giáo khác. Đấy. Mày. Mà cái trận này. Thôi được. Dàn ở đây đi. Dàn sâu quá. Defensive testudo. I'm ready. Defensive testudo. Fearless warriors. Nó chỉ có hai đội kỵ binh thì phải. They will bleed for us. Ready for battle. Group and waiting. Đội cô đan đứng bên sau đấy. Đứng chỗ này là được. Vậy thì mình sẽ ra quân nào. Không được. Đây là đẹp nhất này. Nó chế độ ẩn nấp được này. Thế thì từ từ đã điều chỉnh lại.
attenses! At the ready. They will bleed for us. Get your shields up. Được đấy. Chủ yếu mình có cái đội Testudo để chống bọn tầm xa của nó thôi mà. They will bleed for us. Shield wall! Warriors eager for mấy thằng này ở chế độ ẩn nấp rồi, tôi sợ. Binh của mình cũng lấp luôn đằng sau đây đi. Tướng của mình luôn, cũng ở chế độ ẩn nấp luôn. Ready for battle! Con này nó không chống được tên, cho nó lấp trong rừng. Đây rồi, Testudo. Nó lên rồi. Ngọt bắn luôn, đúng rồi, lại chết mất mấy con ngựa đi. Úi dồi ôi, một phát chết khá nhiều luôn này, thấm phết đấy chứ đùa. Mày ngon thì mày cứ đến đây. The enemy draws near. Úi dồi ôi. The enemy has discovered our hidden troops. À, bắn xe bắn đá mà nhỉ? Hay quá. Ready for battle. Ôi bị nó phát hiện rồi. The enemy are ambushing us. Mẹ nó mấy cái đội xạ kỵ này. Chết nhiều lắm. Ồ. Oh. Thấm đấy nhở. Biết là mình thì không. Cái mẹ nó lém đúc hết rồi. Vào đây con. Đây. Bị cung Henrik. Mày chọn nhầm mục tiêu để tấn công rồi. Mày chọn nhầm mục tiêu để tấn công rồi. Áo sát luôn. Ready. Ái chà. Tấn công tướng mình lớn quá nhỉ. Mày tấn công. Mẹ bọn cái cung Hanik này. Mấy con ngựa mình đâu rồi? Đùa ngay mấy thằng cung tên mình luôn. Long có 3 đâu. Ăn nó đi. Áp sát à? Áp sát vào để cung thủ nó bắn tâm tấn công. Sát vào. Đứng như thế này này.
berserk. Enemy units have rallied and returned to the battle. Rồi, bỏ xa kỹ đi, nó hết tên rồi, kệ nó. Ready for battle. Rồi, đây con ngựa này nó chui đằng sau nó mắc đốt rồi. Mấy thằng này nổi điên rồi. Our men have given up and are running for their lives. Quân nào vỡ trận? Mấy xe bắn đá à? Ma mã này lì phết nhỉ? Đấy, đánh mãi cũng chết này. Nó bị điên. Giải quyết hết được tầm xa của nó rồi. Bây giờ chỉ còn cận chiến thôi. Về đây. Chém mãi không chết thôi. Chắc là còn hơi mệt, có thể ăn quả này. Ôi, mấy con này đổi điên. Tôi đứng điên vội. À, mình quên mất không giới thiệu với anh em là cái bọn lính Langoba này khi mà nó rơi trạng thái cuồng loạn đó, nó tấn công nhiều chết thì nó rất là nó có cái trạng thái gọi là tấn công nhiều chết. Khi nó trở nên điên loạn nhất rồi, gọi là trạng thái tấn công nhiều chết. Rồi thử cảm tính cho quá biết cả rồi. Longoba này mình sợ chuyện chết hết. Mày bọn La Mã nó cũng mạnh như chết đùa đâu. Tiêu diệt nó cho anh.
nghĩ là bọn La Mã này nó cũng lì đòn gì. Thôi, giết bọn này. Ngựa đâu, chạy về đi. Bây giờ nó ủng hộ ra. Đúng rồi, chúng ta đương nhiên là ủng hộ ra rồi. Đạo quân của chúng ta đang điên cuồng chém giết. Mấy anh Longova này nó có đặc điểm là điên cuồng chém giết. Đây, nó đang trở dạng. Mất kiểm soát, điên cuồng chém giết. Khát máu, skill đấy là skill khát máu. Đạo quân chúng ta lại điên cuồng chém giết rồi. Hai đạo điên cuồng chém giết. Tướng nó chết rồi. Điên cuồng chém giết rồi. Như thế này. Khi nó ở vào trạng thái điên cuồng chém giết thì nó sẽ không bao giờ bỏ chạy các bạn ạ. Nó sẽ đánh đến chết thì thôi chứ nó không bao giờ bỏ chạy. Kể cả còn một người lính nó cũng đánh. Nhưng mà nó làm mình mất kiểm soát, nó gần giống như voi ấy. Voi đấy, điên cuồng chém giết. Rồi. Kinh nhỉ, mấy thằng La Mã này cũng mạnh gớm nhỉ. Ôi ôi, đội xạ kỵ nó giết được nhiều quân mình hết. Mẹ mấy cái thằng hung nô. Nó tuyển đâu ra được mấy cái thằng hung nô. Mất hai xe ba đá mình rồi. Sao? Vẫn chạy được à? Thirsty for battle. Get moving. Ready for orders. Để bổ sung cho thằng này. À, mày thích chết à? Về đấy, thái tử nó có đánh đêm. Mặc dù nó mới tướng cấp 2 nhưng mà nó lấy được con vợ sinh nên là nó có đánh đêm. Lấy được cô vợ hung nô xinh xinh. Một thằng hung nô nó đánh nhau với tất à. À, Burundi. Kệ sờ cho nó đánh nhau. Bình với về đây đã. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Các bạn có thể thấy rồi đấy, đội hình của chúng ta không có khả năng chống tầm xa đâu. Nên là cái tính toán đấy, sau này thì mình có thể tăng cái đội xe bắn đá lên. Nhưng mà đấy chưa phải là lúc này.